Trong cái livestream này có Lani, có Tini và Cha Minh và có cả mẫu mới là chị em mình luôn nha. Hôm bữa cái tình yêu nhớ không kêu em lên cái con kim tuyến và phom ngắn thì chị em mình đó, là hôm nay em lên luôn ngay và liền phom ngắn nha. Đây cái con này các chị em mình có thể bận được 2 giây bình thường nha. Nhưng mà em thấy bận kiểu chéo này khá là hay ho nên là em bận chị em, lát em sẽ bận thử phom 2 giây luôn. Đây, sau lưng như thế này. Nhớt cái nắp đẹp xuất sắc cho em nha. Con này phom ngắn và có cả hút lực luôn. Hôm nay có màu mới luôn nha. Màu này là hôm bữa chưa có về nè. Hôm bữa em đang bán cái làm trung tuyến đó là em về màu xám, màu đen, màu xanh đúng không? Hôm nay có thêm một màu mới, đó là màu vàng nha cả nhà. Màu nu đó, vàng nu, vàng nu. Cho cái tình yêu coi cận cái chất của nó nè. Trời ơi đẹp chưa? Nếu mà các chị nào có dài qua gối không chứ? Dạ xỉu luôn. Dạ xỉu luôn. Để xa xa em ra để không có nhìn lắm cười lắm. Và cái con này nè, hôm bữa em lên phom dài á thì mấy chế kêu em lên phom ngắn, hôm nay em lên phom ngắn luôn, vài bữa có thêm cả phom dài. Nói chung là cái chất kim tuyến này được nhận feedback rất là tốt, là tại sao cả nhà, bận không bị ngứa, không bị nhăn mà không bị rớt kim tuyến luôn. Mà hàng kim tuyến mà không bị rớt kim tuyến là mấy chị bận dài qua gói, dài qua gói rồi cái mẫu kia còn cái mẫu này là em mới may thêm ngắn cho chị em mình đó. Đây chị em hồi bữa rất là đòi ngắn rất là nhiều luôn. Lên màu đen hả? Ok, để em lên màu đen. Để xíu cho chị em. Có đúng hai màu thôi, màu nu vàng với lại màu đen cho em thôi ha. Đây nè, nó sẽ là lưng của nó. Nếu mà cái kiểu mà em lúc đầu em may á là em may như thế này cho chị em mình nè. Và em đang bận sẽ là màu vàng. Ờ vậy thôi, nếu mà mấy chị thích màu đen, lên lý màu đen, chế hóng màu đen đúng không? Vậy để em gỡ con canh ra em lên màu đen đi. Đây kéo xuống cho chị em mình coi màu đen luôn. Quá đẹp luôn á trời. Màu đen đẹp lắm chị em ơi. Đẹp dữ vậy trời. Đẹp luôn. Và riêng những tóc chị đẹp quá bé Trinh ơi, cảm ơn chị yêu. Chó men khen em. Em mới làm tóc về, làm tóc hết 2 triệu rưỡi, không ai khen. Má em tức ghê, làm tóc hết 2 triệu rưỡi. Chị dạ. Nè mẫu này là mẫu, đúng rồi chị. Tại kim tuyến hôm bữa coi, từ từ để em có năm một suất, từ từ. Riêng những chị trên Facebook với mà em like những mẫu mới nha. Em nói thiệt rồi, bây giờ các chị cứ coi Facebook, canh Facebook mua cho em. Khi mà em like Facebook là riêng những mẫu mới là em sẽ có suất cho chị em. Nên là chị em mình phải mua trên Facebook cho em nha. Cứ canh like Facebook cho em là em sẽ có suất. Và riêng đối với mẫu mới em sẽ có 5 suất cho em hả chị. Mẫu này báo giá cho chị em mình trước nè. Giá là 390.000 cho chị em mình nha. 390 thôi, nhưng mà điều đặc biệt nha. Phải đưa cái đặc biệt cho chị em mình coi trước. Là cái sợi dây này là chưa bao giờ nhà em may luôn nha. Dây đá đợt này là em may cái dạng dây bản nha. Nó không phải là dây cộng như thế này nữa nè. Dây bình thường mấy chị hay mua là một loại dây cộng. Một sợi như thế này nó có tới 3 của hộp đá lận. Dây bản này gọi là dây bản cả nhà. Rất là đẹp luôn. Dây này là dây siêu cấp, mắc gấp 3 lần cái sợi dây này nha chị em. Nhưng mà vẫn bán giá cũ cho chị em luôn. Trời ơi, bán giá vẫn giữ nguyên là 390. Giá hơi bị đẹp cho chị em luôn. Rồi chị em mình chia sẻ cho em đi. Mỗi người cho em xin một nút chia sẻ thôi cũng được. Em cho chị em mình 5 suất mẫu mới. Năm suất mẫu mới liền. Rồi chia sẻ cho em chia sẻ em qua được. Em loa luôn màu đen đi. Đợi xíu nào cho bé Trinh thử màu đen á. Hồi chị em đặt liền cho em. Chỉ có 5 suất đầu tiên cho chị em mình thôi nha. Đợi em bé Trinh xíu. Em lột con canh ra nha. Đó. Cái này là chiều mới giao hàng lận. Nhưng mà tại vì quá đẹp, em phải đi qua clip mới chứ thấy em chăm thủ không. Lên là lên liền luôn. Nói chung là chị em đặt là chị em đi đơn hết cho chị em mình nha. Nhớ thì có 2 màu, màu đen và màu nu thôi. Màu đen và màu nu thôi chị em. Đó, trời ơi, màu nu này để gần cho chị em coi nha. Đó, kim tuyến nha. Trời ơi, lấp lánh lắm, rất là lấp lánh luôn. Lên đèn vàng là siêu đỉnh nha chị em. Lên đèn vàng là đỉnh lắm. Rất ở ngoài nó, mấy chị sẽ thấy cái màu, tại vì nó là màu sáng nên vàng ở ngoài mấy chị giống như màu xám hồi hôm bữa vậy. Ở ngoài mấy chị sẽ thấy nó nhũ nhiều hơn. Đã chia sẻ ok chị yêu nè. Cho chị em nào đã chia sẻ ghi cho em một nút chia sẻ đi. Rồi lát hồi em cho chị 5 suất đầu tiên. Nên là chị em nhân tay cho em liền. Quá màu đen mấy bạn. Trời, công nhận đẹp rồi, em có muốn thêm một điều nữa là size S sẽ dưới 50kg và size M dưới 55kg, 1m6 giúp em thôi nha. Đẹp chị quá. Em nha, mẫu này nào mà chị em quen mặt ngắn á thì
có thể lấy một mét 62. Còn nếu không quen mặt ngắn thì làm ơn từ mét 6 đổ xuống giúp em thôi. Em tư vấn rất kỹ nha chị em. Ui, nha. Đẹp lắm cả nhà ơi, em bận màu đen là nhất cái đất thì. Tại những mã này bắt buộc phải bận ngắn mới đẹp với chị, mới bận mấy chị bận lỡ cỡ nhìn không bao giờ đẹp á, nhìn quê lắm. Đây sự. Em bận đúng cái kiểu của nó là nó sẽ là hai dây như thế này nha. Và sơ lưng rất là chiếu như thế này. Này cái này mấy chị tùy mấy chị biến tấu thôi, mấy chị có thể để một cái dây phía trước cổ rồi đó như hồi nãy mấy chị mới mặc. Hoặc là tùy cổ luôn. Hu 1m68 thằng 1m68 ok không? Chị yêu nếu mà bận quen á. Không, tình yêu nào mà cao quá qua shop thử đi. Tình yêu nào mà qua cao quá qua shop thử đang đúng rồi. Ừ. Tại vì hiện tại bên em này có mở shop rồi, shop em ở 13 đường số 2 phường Bình Thuận 7 nha chị em. Cái váy này em chỉ dài chỉ có 70cm thôi nên là chị em mình nó đo từ vai cho tới 70cm cho chị em mặc được thì lấy nha. Cái này em nói chung cũng tư vấn để cho chị em mua về lỡ mà chị em cứ bảo là ngắn quá. Trời, khách em cao nhiều quá, toàn 1m68, 1m7 thôi. Hay là mấy chị yêu nè ở Huế hả? Ê, cái này em đo thử đi. Em đo để em đo thử. Cái là để từ từ xong rồi chắc chị em cho em một nút chia sẻ đi. Bây giờ em sẽ chuẩn bị cho chị em mình 5 suất đầu tiên nha. 5 suất thôi chị em chuẩn bị liền. Em đọc mã là chị em comment liền. Em báo giá trước luôn, mã này em chỉ bán có 390.000 thôi chị em. Mã này em chỉ bán cái giá 390.000 đá bản nha. Dây đá là dây đá bản luôn. Dây đá này lần đầu tiên em bán luôn nha chị em ơi. Đá này mắc gấp 3 lần đá thường nha chị em. Nè. Đây đây bun đo cho. Em cầm đi bun đo cho nè. À, em 1m67 rồi, để em đo thử cái chiều dài váy này bao nhiêu nha. 65 à. 65, cái chị em đo thử giùm em là từ vai xuống đùi với chị 65cm. Em có nhúng lên không? Em có nhúng lên không? Em kéo xuống hết mát cái quần nè. Rồi em kéo xuống hết mát cho chị em mình coi nha. Được 69 nha chị em ơi. 69. Nói chung 69 mảnh thôi á. Em thích bận dài, em thích bận ngắn chị em ơi. Trên nó toàn kéo kéo giật giật lên thôi mà. Chị em nào mà còn thấp nữa chị em giật giật lên xíu nữa cho đẹp ha. Váy này dài cho em 70cm nên là chị em cứ yên tâm nha. Rất là đẹp luôn. Đó. Ôi, nhìn cái mông hết hết đáp luôn. Hai màu duy nhất cho em rồi. Sẵn mút luôn nha chị em. Có mút luôn. Nhớ nha, size S là 50kg m6 trở xuống, size M là 55kg m6 trở xuống cho chị em mình vừa luôn. Con này chị em với giá là 390.000 sẽ có hai màu. Cái tình yêu comment giùm em. Từ đọc 5 suất đầu tiên cho mấy chị. Giá giảm cho mấy chị voucher 15.000 luôn. Voucher 15.000 cho 5 suất đầu tiên ha mấy chị. Ghi là giùm em mẫu mới kèm số điện thoại nha các tình yêu ơi. Mẫu mới kèm số điện thoại cho 5 suất đầu tiên cho mấy chị nha. Voucher 15.000 cho mấy chị. Chốt mờ đi chơi tới bến. Dạ em nói không có sợ bị ngắn đâu chị. Kèm màu luôn cho tiền nha. Chị em kèm màu lên đây cho tiền, kèm số điện thoại luôn và mẫu mới nha. Kèm màu cho em với chị Như Quỳnh ơi. Rồi em thấy rồi. Ok em thấy mọi người comment đó là kèm mẫu mới kèm màu giùm em luôn nha. Và hai size SM cái kèm tình màu và kèm số điện thoại luôn cho em dễ chốt. Khi cái tình yêu mua cho em nói con này đẹp, em thấy đẹp lắm luôn á. Con này khi cái tình yêu mua thì bận thêm một cái quần bảo hộ cho em bên trong là đẹp nha, không có sợ bị ngắn đâu. Ok em chốt mẫu mới cho Như Quỳnh nè, em chốt mẫu mới cho Hạ Vi nè, em chốt mẫu mới cho Nancy Fan nè. Kèm màu luôn nha chị em ơi, cho dễ chốt đơn luôn. Ai mua cái chất này của nhà em rồi cho em một cái feedback ha. Con này em cam kết với mọi người là không ngắn, lộn, không ngứa, không bị rớt kim tuyến và không bị nhăn cho em luôn. Rồi Kim Ngân kèm số điện thoại lên để dễ chốt nè. Em chỉ còn một suất cuối nữa nè cho ai nè. Đâu rồi mà nãy giờ mấy suất rồi ta? Chị AC Elina Nguyễn, khoan từ từ. Từ từ nè, để coi nha, mấy suất rồi. Chốt cho Du Quỳnh là một suất nè, Elina Nguyễn một suất nè, Vi nè, Hạ Vi một suất nè, Nancy một suất nè. Quá đẹp. Và chị Phượng Cũ lên số điện thoại cho em đi chị yêu ơi. Phượng Cũ lên số điện thoại chị Phượng Cũ. Cũng được mà bun. Rồi, vậy chốt cho chị Phượng Cũ không? Tại vì chị Phượng Cũ sẽ là người suất cuối cùng á. Chốt dư đi, bun chốt dư ra một hai chị gì đó, ví dụ mà không ấy thì để. Thôi cho chị Phượng Cũ luôn. Rồi Phượng Cũ lên số điện thoại liền cho em luôn. Rồi. Nhưng mà mấy chị chốt ở dưới nữa nè. Quá đẹp luôn á. Màu đen. Nhớ rồi chị Nguyên Anh là chị Nguyên Anh là chị Ota là họ là chưa có suất nè. Giờ cho thêm suất cho mấy chị không? Trời thiệt sự luôn á. Mấy chị ơi, chốt màu đen, mấy chị chốt màu đen không hả? Chốt. Đâu để cho mình coi ra. Chốt màu kem có chứ. Có màu kem đen, màu lắm. Kem. Mà hồi mấy chị chốt màu đen không mà thử qua màu kem cho mấy chị cái. Mấy chị chốt màu đen không luôn. Mấy chị đẹp quá mấy chị. Bình thôi. Dạ đúng rồi. Em thích bận ngắn như vậy nè, em không có thích bận cao á mấy chứ. Có cái này em chỉ có hai màu thôi chị Elina ơi. Em có hai màu duy nhất, em thử thêm một kem cho chị em mình luôn. Thử thêm lại một kem cho chị em mình coi nè. Thôi, qua Lani luôn đi. Qua Lani tính rồi. Qua Lani luôn đúng không? Ủa, đâu phải Lani không đâu. Hôm nay có về Lani nữa. Em tên Lani luôn.
Ok chị em mình luôn. Rồi em qua Lani nha. Lani em đã về hàng rồi. Em có 5 suất đầu tiên cho chị em mình thôi. Nên là chị em mình hồi nãy ai nhanh tay là có nha. Cái mẫu hồi nãy thì em sẽ tư vấn theo cân nặng chiều cao cho mấy chị. Tại nó cũng dễ mặc hơn so với như lụa. Là 50kg 1m6 là bận được size S ha. Và 55kg 1m6 là bận size M. 380.000 giúp em. Cảm ơn các chị yêu nhiều lắm. Rồi nha. Ủa Lani chị em chốt liền cho em đi Lani, bữa giờ lâu lắm rồi mới có hàng á. Các chị em mình không nhanh tay là không có hàng nữa nha. Ok Trần Phong một màu đen một cái luôn ha. Rồi cái tình yêu nào á, giá em nói là 390.000 cho em thôi cả nhà. Các tình yêu chốt đơn có thể coi lại cái livestream này. Nếu mà mấy chị đang không coi live tiếp thì có thể chụp màn hình gửi qua EB cho em nha. Hạ tăng đơn xuống. Gửi qua EB cho em. Gửi qua inbox chứ. Bên này không có bị kẹt nên là ok em nói được nè cả nhà. Rồi Lani mấy chị ơi, xuất sắc cho em luôn. Lani hôm nay có L không Quỳnh? Có. Rồi con này em có 3 size S, M và L cho chị em mình luôn nha. S sẽ là L63, M sẽ là L68 và L sẽ là L72 đổ lại cho em nha cả nhà ơi. Con em đang bận sẽ là 370.000 3 size S, M và L nha chị em. Đây. Màu xám là đã về hàng rồi nè mấy chị. Màu xám nè. Đó. Màu em đang bận cái tình yêu chốt cho em là đỏ đô ha. Đen nhũ size S rồi ok em chốt cho Trần Phong rồi nha. Có chốt không shop chị Ngân Kim, hồi nãy mình có chốt đơn cho Ngân Kim không? Dạ có chị, những chị mà chốt sao á là sẽ là giá 380 giúp em 390. Nha. 390 giúp 390 em nha. Cả nhà ơi. Rồi 370 màu xanh coban nè. Tại vì màu em đen năng suất thôi à. Màu này sẽ là màu xanh min cho em ha. Màu nu nè cả nhà. Màu này là màu trắng và hồng nu. Trời hôm nay Lani về đủ màu luôn nha chị em. Về đủ màu luôn chị em là chốt Lani á. Đen nhất size gì mới chế là sao chị yêu ơi, chốt như thế này cho em. Đang bận là mấy chị chốt cho em là mã xẻ tà hoặc là mã Lani cộng màu cho em ha. Cộng màu cho em 3 size S, M và L. S, L63, M, L68 và L72. Ok chị Ngân Kim nè. Các tình yêu nào mà còn chốt cái mã đen hồi nãy nữa thì các tình yêu trời lên đen một cái đi chị chốt âm âm luôn chốt. Thôi lỡ rồi. Hồi nãy mấy chị yêu thương quá cho mấy chị thêm mơm. Thôi. Thôi cho mấy chị thêm đi. Đi, cho mấy chị thêm đi. Thương mấy chị quá, tại hồi nãy mình cũng cho 5 chị đầu rồi, cho thêm 5 chị nữa đi. 5 chị nữa thôi. Em cho thêm 5 chị nữa thôi nha. Bắt đầu từ chị, tại hồi nãy bắt đầu chị yêu Nguyên Anh nè, Nguyên Anh thích quen của mình nè, cho đi. Thương lắm á, thiệt sự. Em chinh không cho mà em cho lắm chị. Rồi ok nè, cho mấy chị thêm 5 suất nữa, 5 suất cái mã mới nữa. Voucher 10.000 em thử là em sẽ phải bận con can size M với mấy chứ. Voucher 10.000, bây giờ em đếm nha. Bắt đầu chị Nguyên Anh là một cái nè. Chị Ngân Kim một cái nè. Ngân Kim một cái nè. Âu Tha một cái nè. Trần Phong một cái nè. Trần Phong em cho voucher 10 luôn đó nha. L, mẫu này em không có L nha. Ok chị Nguyên Anh. Mẫu này không có L nha, em chỉ có SM thôi. Nhưng mà được cái mẫu này nó dễ mặc hơn, lụa một tí xíu nha. Size S là tầm 50kg, cao 1m6. Size em size em còn một suất nữa đó. Chị em nào mà nhanh tay thì chốt nha. Em còn một suất này nữa thôi á nha. Em đang còn một suất rồi nha. Canh đang bận M mà đẹp vậy luôn mà cả nha. Canh là đang bận em size M mà rất là đẹp luôn. Còn một suất cuối cho chị em mình thôi nha. Suất cuối mẫu mới 390, suất voucher 10.000 cho chị em mình. Ôi con canh đang bận là size M luôn á chị em thấy không, cái form của nó đủ và ôm như trong người cực kỳ đẹp luôn á con đó. Mẫu màu xám phía sau là Lani, là mẫu em đang bận là tình yêu xám, là em đang bận Lani nè. Rồi ok, bây giờ cả nhà cũng muốn em thử lại một kem con mã mới không? Cả nhà muốn ai mà vô sau á có muốn coi lại mã mới không thì comment coi lại đi, comment chữ coi lại để em thử lại cho chị em mình coi đi. Mặc M bao nhiêu vừa? Dạ hàng nhà em S là L63, M, L68 và L, L72 đổ lại cho em ha cả nhà ha. Con này thì em có hai màu lưu ý giùm em nè. Là nó sẽ là dây đá bản, không phải là dây đá sợi nữa nha cả nhà. Nó là đá bản. Đó nha, hàng xuất sắc luôn chị em ơi. Màu xám phía sau. À, đây là mẫu mặt á, đây là cái mẫu mặt á. Coi lại ok. Coi lại mẫu chị mặc có mấy màu vậy chị, vô lại màu của. Rồi. Để em vô lại màu lên đi cho chị em mình nha. 370 nha, bây giờ em sẽ thử lại cái con mã mới này cho chị em mình nha. Em thiệt sự em thấy nó đẹp lắm luôn á. Cái xám này là xám khối nè chị em, bữa đây chị em. Chị em hỏi màu này rất nhiều luôn, em mới may lại thôi. Đây nha, xanh coban. Bữa giờ lên đi hết hàng luôn, đứt hàng luôn. Em nói em like từ ở
ở bên ấy và đây luôn. Ai mà hỏi Lani mà khách hỏi biết luôn á. Rồi đây xanh cobalt nha, màu đen. Màu xanh này là xanh xanh min nha chị em. Màu kem. Màu kem nè, màu kem á. Màu nu á mọi người. Màu trắng và màu hồng nu ha, nhiều màu quá chị em. Nhanh chốt liền 370 Lani giùm em ha. 370 Lani. Con xanh đây mặc màu xám nha. Đỏ được này em may là đỏ cherry nha chị em. Đỏ được này là em may đỏ cherry. Mấy lâu trước em toàn may đỏ đô không à. Đợt này em may đỏ cherry á, nên là chị em nào thích đỏ cherry thì chốt đỏ cherry nha. Đây. Đỏ cherry giúp em. Con này chị em ơi. Đây. Em bận sang một cái kiểu khác của con này nha cả nhà. Là một là cả nhà có thể bận 2 giây như nó nè. Hai là có thể bận chéo 1 giây như em đang bận nè cả nhà thấy không? Chéo 1 giây như vậy cũng được. Hoặc là em bận thêm một kiểu là chéo 2 giây trước ngực luôn. Chéo 2 giây trước ngực cho chị em mình luôn nè. Đây. Em mặc thử chéo 2 giây trước ngực cho chị em coi luôn. Đây cả nhà, có thể bận chéo 2 giây trước ngực như thế này cũng được luôn nè. Trời ơi, bận được khá là nhiều kiểu luôn á cả nhà ơi. Con này trời mấy chị mua là hơi tiện luôn á. Đây nè, đứng gần cho chị em mình coi. Đó, có thể chéo trước ngực. Và đá này lưu ý cho em nha, là đá bảng ha cả nhà ha. Đá bảng cho em nha, sau lưng nè. Rồi con này sẽ có màu đen và màu đen mượt sẽ là màu ru nha cả nhà. Giá là 390 cho em ha. 390.000. Chị cái dây áo chị đang mặc cắt được phải không? Cái nào vậy tình yêu? Cái dây áo chị đang mượn là cái em đang mượn đó hả chị? Cái đá này hình như không cắt được nha tình yêu. Cái đá này cắt được chứ sao không? Cắt được nha chị em ơi. Không? Không được, cắt được. Cắt có máu hết á, cắt được nha chị em. Không cắt được thì sao em đơm được cái dây vô? Ý là nó tháo vô cái dây dây đá sợi á. Tại vì Facebook thì em sẽ chỉ ra những mẫu mới cho chị em mình coi thôi. Và hiện tại bên em đã có mở shop lại rồi, nên là chị em nào mà muốn qua thử form thì cả nhà cứ qua quận 7 giúp em ha. Bây giờ em sẽ kết thúc live tại đây. Cảm ơn cả nhà nhiều lắm.